ơn và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina Kiyoway, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Trời quê ta hát vang lên với ba không, hát ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ là em có ý gì nói đi, thầy ngại đâu. Dạ như anh Quyền Linh vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân và chào quý khán giả. Em tên là Hoàng Trâm, em đến từ Cà Mau. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, chào người bạn bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Ngọc Nhiệm, em 34 tuổi, em đến từ Bạc Liêu. Trời ơi hả? Có gần không? Sát bên nhau. Ủa sát bên luôn hả? Ngày xưa hai tỉnh này là một đó. Dạ đúng. Chăm chăm làm công việc gì á? Dạ em là buôn bán quán ăn anh. Quán gì ăn gì? Quán bún mắm miền Tây mình á. Ờ bún mắm hả? Dạ. Mình làm cái gì cưng? Dạ em là giáo viên ạ. Em dạy là thuộc tỉnh Bạc Liêu nhưng mà cái chỗ đó đó chị là nó giáp với Cà Mau luôn. Giá Rai hả? Dạ không, ở huyện Đông Hải anh. À vậy à, trời ơi sát bên luôn rồi. Ờ là em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 3. Trời đất ơi. Em thích ăn bún mắm không? Dạ bún mắm là cái quê đặc sản quê em đó anh. Đúng rồi, chính ra bún mắm ở Bạc Liêu cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Em bán mắm ở đâu rồi em trai? Em bán bún mắm ở 78 Trần Quang Khải, quận nhất mình á. Gì? Bán ở Sài Gòn á. Trời ơi, bây giờ tôi bán mà thành Cà Mau. Tôi bán thành phố Hồ Chí Minh. Trời, tôi tưởng hai người sát bên rồi, bây giờ người ở Bạc Liêu, người ở Sài Gòn thì giờ mừng ăn gì đây? Dạ. Không sao, mỗi năm em về quê mấy lần? Một lần anh. Gì vậy, có một lần hả? Tại vì bán suốt á, rồi tới qua Tết mới về được. Bán đây là thuê nhà bán hay là em? Bán ở ngoài dĩa hè anh. Bán với ai? Bán với ông anh, hai anh em bán. Hai anh em bán quán hả? Chị. Chào chị. Ở chỗ nào, bữa nào anh ghé ăn thôi. Dạ, ngân hàng Exibank mình á. Trời, bán ngay ngân hàng luôn hả? Chứ cũng Trần Quang Khải mình á. Chỗ đó là mà nhiều mấy quán hàng quán mà ở lề đường ăn cực ngon luôn. Dạ. Ở trong đó có cái bánh canh gì nữa đó. Cái đường Trần Quang Khải nó có một cái tiệm bánh canh cũng rất ngon. Chiều nay ăn nó bún mắm đi. Ăn bún mắm. Dạ. Ăn về dưới bán bún mắm đi. Ở dưới bán cũng có nhiều mà bán... Nhiều người bán, ba bán bằng ở Sài Gòn mà chị. Em gái ở trước cổng trường em có ai bán bún mắm không? Dạ không anh ơi. Đó ngon. Về dưới Bạc Liêu dọn dưới Bạc Liêu. Hết hồn không? Trời ơi. Dạ chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Nhỏ vậy con cấp 3 nha. Giữ luôn rồi nha. Dạ. Em. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được một mối gửi. Hả? Là một chính thức với một em đơn phương thôi à. Đơn phương là kêu mối rử đó. Dạ. Chính thức chưa được một năm anh. Rồi sao chia tay? Em nghĩ phụ huynh nhìn dáng em tưởng học sinh nữa không đuổi. À dạ. Mà em cái điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Điểm yếu thì em là mê chơi. Cô giáo mà mê chơi hả? Tức là em làm việc nhưng phải có giải trí á. À đúng rồi. Người, em có nhiều cái sở thích nên dẫn đến là mất nhiều thời gian. Thích gì? Dạ em thích mà thầy hiệu trưởng gọi em là thích đủ thứ. Em thích hát nè, thích xem phim, thích làm thơ, thích đánh cờ. Thích đủ thứ đúng rồi đó. Thích đánh cờ. Nhưng mà quan trọng là dạy tốt được rồi. Mà cô giáo dạy môn gì cơ? Dạ em dạy vật lý. Rồi hồi để coi. Giỏi lắm á. Vật lý với chàng trai nha. Dạ. Em trai, em có mấy mối? Dạ em có hai mối tình mà lâu dữ à. Lâu dữ là dữ là lâu bao lâu? Cách nay cũng khoảng chừng 20 năm. Trời ơi. Một mối tình đầu tiên là hồi đó là bà nội dẫn đi coi vợ mà hai người không hợp rồi đó chia tay. Ủa ông nhiêu tuổi rồi mà 20 năm mà ông có mối tình đầu tiên rồi đi hỏi vợ là sao?
nay 39 tuổi rồi chị. 39 tuổi, cách đây 19 tuổi là bà nội đã kêu đi lấy vợ rồi hả? Ở quê 16, 17 người ta cưới đâu. Ồ trời. Mới quen đây khoảng 4 năm nay. Rồi cũng không hợp, rồi chia tay là 4 năm. Mới quen một năm. Quen 1 năm nay. Rồi thấy gì không hợp. Không hợp nữa hả? Sao mới hợp với em? Không phải, thấy cái bên cái em đó thấy là hơi lăng nhăng. Ai lăng nhăng? Bên em là bạn gái đó. Rồi bây giờ nè. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi, tìm một người biết lo cho nhau, cho gia đình với ông bà cha mẹ. Người vợ thì tóc hơi dài một chút, cao khoảng 1m50 trở lại được rồi. Cân nặng khoảng chừng 45-50kg trở lại thôi. 39 được không? Cái đó về nuôi thêm là lên được. Ăn lộn mắm là lên. Đó, mà đàn trai yêu cầu vậy, đàn gái thấy sao? Mình sao nè, mình có cái yêu cầu gì với người bạn trai của mình không? Dạ, em thì em hơi thấp, cho nên là em muốn bạn trai cao cao một tí, khoảng 1m68 đến 1m72 chị. Còn cao hơn nữa thì em lại sợ không có xứng. Mà lùn hơn sao? Dạ, lùn hơn thì em tội nghiệp cho con cháu sau này. Về ngoại hình sao nữa? Dạ, ngoại hình thì đừng có bụng bự, đừng đồ hói là được. À, thêm nữa, không lưng dài. Lưng dài là làm biến đó đúng không? Anh này anh buôn bán là chắc chắn không làm biến rồi. Dạ, tính tình thì đừng có ích kỷ, khoa trương, đừng ít khoe khoang đó chị. Đừng. Nhưng mà ông này ông bán bún mắm bắt buộc phải khoe rồi. Ông không khoe ai đến mua bún mắm của ông đúng không? À, lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ, là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ, là... em không có ý gì. Nói đi, không có gì ngại đâu. Dạ, như anh Nguyệt Linh mới... vậy là chưa có hói. À, được. Dạ. Rồi bụng sao mới bự? Bụng bự là những người nhậu nhiều quá đó. Anh đây, không, anh đây không nhậu không hút thuốc em ơi. Không nhậu không hút thuốc. Chị hỏi thiệt nè, cái về cái yêu xa vậy em có ngại không? Dạ, đối với em thì khoảng cách không là vấn đề. Em chỉ sợ tính người thôi. Có nghĩa là một năm anh về thăm em lần đó là được không? Dạ được. Được luôn hả? Rồi sao rồi em có sắp xếp lên thành phố thăm với ảnh được không? Em thì công việc em thì hơi nhiều á, cho nên em nghĩ là bên nam chủ động hay hơn. Thôi giờ tùy ông đi, ông yêu bắt buộc ông phải bỏ bún mắm ông về dưới ông thăm thôi. Thế nào bây giờ em tính sao? Cái vụ mà năm em về quê là anh thấy không ổn rồi đó. Dạ. Ủa nó là em phải chủ động về đó. Nếu mà vậy, nếu mà mình tiến tới mình hợp nữa thì được, về quê làm nóng mắm bán luôn cũng được. Dọn về quê có ý định không? Dạ có. Dọn tại, về Bạc Liêu. Dạ, được ha. Dạ, tại vì là công việc nhà em là em như nội trợ hết, em biết hết. Dạ em làm hết được. Dạ. Đứng lên coi lưng có dài không? Quay coi lưng này. 1m1 à? Em nói vậy thôi chứ giờ sao cũng được, tại vì mế quá chị ơi. Không bao em đi với ai hả? Dạ em đi với em gái đồng nghiệp. Dạ em xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Thì em là đồng nghiệp của chị Nhiệm. Thì chị của em là người rất là vui vẻ hoạt bát. Còn về anh bên đây thì em thấy anh cũng biết làm ăn, cũng giỏi. Nói vô đi, đãi mấy chầu lẩu mắm. Ăn lẩu mắm miễn phí được không? Dạ. Em không ăn mắm. Dạ chị Nhiệm thì rất là thích mắm. Ghiền. Dạ. Cô gái này ghiền nè. Dạ. Ghiền mắm. Chút xíu hỏi ship lên cho ông Mai và mới được không? Ship cũng được, nó dễ, cũng có ship được. Em có đặt trên Grab nữa. Chút nhớ chở là mấy tô nha. Vậy bữa nay chứ không có bán anh, chứ ngày mơi á, ngày bữa nay như vậy bán kịp. Đây ông đi hẹn hò rồi. Thôi giờ bỏ qua đi. Ý, ông không có bán. Thôi bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với ông anh. Ông anh bạn gì vậy? Ông anh Vâng xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng toàn thể cô bác ở trong trường quay hôm nay. Theo nhận xét của tôi thì thấy hai em ở bên về phía em gái thì rất là dễ thương, cái tính thật thà. Theo tôi thì nhận xét là ok number one. Dạ. Sao nay nghỉ bún mắm vậy? Tại hẹn hò. Việc đi hẹn hò phải nghỉ. Trời dạ, hai anh em bán à? Hai anh em có bán chung nhau không? Dạ em bán, hai anh em bán chung mà. Là bán chung một gánh là hai ông ngồi đây hết rồi lấy gì bán? Tưởng là có gánh khác thì lấy ship hàng của ông anh mà giờ thôi xong. Rồi cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu
đứng lên nhận nhận bông nè. Anh có muốn quà không gửi cho em? Dạ, cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ là mình đứng mình giao lưu chút xíu coi. Em coi cái lưng nó dài không, bụng bự không? Đó coi. Dạ, được không dài anh? Không dài em ha. Dạ. Hả? Em có hối không em? Anh có hối không? Chắc hối không bằng em đâu. Dạ, ok. Rồi bụng coi sao? Bụng hả? Ừ. Chưa bằng trái bóng, nó chưa bự đâu anh. Chấp nhận được đúng không? Cái dạ. này là tất cả những cái gì mà em yêu cầu là đều vượt qua hết được đúng không? Dạ. Bây giờ là em hát bài tặng cho cô gái cái đi. Mình lấy tình cảm ban đầu cái nào? Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lư, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Mệt vậy đó. Dạ, dạ. Em mệt quá chị. Rồi đáp lại em gái. Đáp luôn. Dạ. Em cái giọng em đang bể, không biết hát giọng cổ được không? Được. Dạ, ok, hát câu đi. Dạ, để em lấy bình tĩnh. Dạ. Nửa đêm thao thức nhớ quê hương, nghe đường giọng cô lòng dương dấn lòng. Dù đi trăm núi ngàn sông, tình quê xứ sở lòng không đổi dời. Bạc Liêu ơi ngày đó xa xôi, ai chối bài giả cổ cho con quen cung xuân xuôi về giảng ngà. Cho bài giọng cổ ngày nay như lời ru của mẹ thăm tình. Rồi em hỏi cô có bao nhiêu ký hợp với em không? Nãy em nói đó. Em được nhiêu ký à? Dạ, hiện tại là em 39 ký. Trời. Đúng số mong muốn luôn á. 39 số đẹp đấy em. Dạ. Ủa anh ở Cà Mau mà anh ở đâu? Anh ở Cà Mau mà nhưng mà huyện Tràng Nhân Thời nằm bên du lịch Hòn Đá Bạc á. Em có đến chưa? Dạ chưa. Quê gốc của anh á, bà nội thì Bạc Liêu. Rồi anh lên đây lập nghiệp bao lâu rồi? Anh lên đây cũng khoảng 5 năm rồi. Anh dự định là lập nghiệp trên đây luôn hả? Cũng chưa có biết nữa, tại vì giờ bây giờ ba mẹ nhà còn có ba mẹ không à. Ba mẹ mẹ dưới quê. Còn anh mà muốn bên ăn thua là bên vợ, nếu mà tìm được vợ nó bên trên đây cũng được, mà còn về quê cũng được. Giờ là tính là về Bạc Liêu rồi đó. Sau này mình có tiến tới hôn nhân á, em thích mấy đứa con à. Em nghĩ là con cái là chuyện tự nhiên thôi à. Thật sự thì em cũng thích nhà đông vui. Anh thích một đứa là được nuôi đủ rồi. Gái đầu lòng còn tốt nữa. Được không? Được không? Em muốn sao? Em muốn một hay hai? Muốn càng nhiều càng tốt mà. Em là thích nhà đông vui chị. À, đông vui. À thích nhà đông vui. Dạ. Ừ. Nên ta thích đẻ nhiều. Dạ. Thôi nhỏ con thì đẻ hai đứa thôi. Dạ. Em dạy vật lý đúng không? Dạ. Bây giờ em thử đứng em giảng một đoạn nào về vật lý, về cho bạn trai hiểu được cái công việc của em cụ thể hơn. Dạ. Nhìn bạn coi như đây là học sinh của mình nè. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Yêu. Yêu là sóng dần trên dây có hai đầu cố định, hai sóng cùng tần số bắt gặp nhau, dao động cùng phương với độ lệch pha không đổi. Đó là lòng chung thủy của tình yêu. Giống như nút trên dây luôn cố định, bởi yêu rồi không thay đổi được đâu. Biên độ bụng luôn luôn là cực đại, mãnh liệt chân thành là sức mạnh của tình yêu. Số nguyên lần bước sống, nhưng trái tim dẫu có nhiều ngăn nhiều vách, nhưng trọn vẹn trái tim mình chỉ chứa một nửa của mình thôi. Em xin hết. Nói đi bé hiểu không? Em đang nói về sóng dừng đó anh. Những anh học sinh hiểu không ạ? À? Có hiểu không? Sao anh? Chưa hiểu gì mày. Thấy chưa? Tôi biết mà. Hồi nãy thấy cái mặt bơ bơ là tôi biết không hiểu rồi. Thôi giận gì đi. Cụ thể hơn sao cho anh học trò hiểu đi. Rồi để lại đi, chừng nào em đi ăn bún mắm nhiều á. Dạ. Rồi cái mỗi ngày em nói ít. Dạ là hiểu đi. Dạ. Anh Nguyễn ơi, em nghĩ là chắc phải lâu dài anh ơi. Không có lâu dài được. Cô giáo làm sao em giảng cho người ta hiểu được á. Độ dài của dây á là giống như cuộc đời của mình vậy đó. Rồi tuy là cuộc đời mình nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà tóm lại khi tìm được đúng người á thì trái tim mình chỉ chứa một người đó thôi. Đúng rồi. Với một người là đúng rồi, đúng rồi. Được rồi đó. Vậy ta mới hiểu rồi đó. Dạ. Nào bước tới.
Đấy. Nói đi, cho dù anh có bán bún mắm ở đâu đi nữa thì anh vẫn hướng về em gì đó, thí dụ thế. Ừ. Anh thì cũng ở trên đây xa xôi, nếu mà có dịp nào á rồi em với anh tìm hiểu nhau và đi về chung một đò luôn được. Trời ơi, ông mối tôi không quy định sao bây giờ ông tưởng ông học trò luôn rồi đó. Em cũng tưởng em giáo viên không. Giáo viên. Thưa cô, đó y chang vậy luôn đó. Nói đi, nếu cần em thấy dời cả quán bún mắm về với Bạc Liêu. Em thấy tay anh ấm hơn tay em. Nóng hơn, ấm áp hơn. Em mới muốn cùng anh về bán bún mắm luôn không? Dạ, yeah. Anh mà rủ em bán bún mắm là mấy nhỏ trách anh đó. Yeah. Có thể thì em chỉ phụ thôi thì được. Yeah. Bán ở Sài Gòn hay là bán ở dưới Bạc Liêu? Anh thì anh bán đang bán Sài Gòn, mà nếu mà cùng em gì Bạc Liêu bán cũng được, hoặc là Sài Gòn bán cũng được. Nói chung là em thích ở đâu anh dọn bún mắm gì đó. Đó. Nói vậy đó. Là mình em thích ở đâu anh dọn về đó. Ừ. Dạ, em thật sự là bún mắm là cái món em rất là thích á. Yeah. Như là khi nào mà em ăn không thấy ngon cái gì đó hoặc là chán ăn gì đó thì em sẽ đi ăn bún mắm. Yeah. Nếu mà có dịp đó mà được gì thì anh về đó anh bán cùng em là ok rồi. Ok không? Ok. Vậy anh ta hỏi thì trả lời đi. Dạ. Ok. Đó, ừ. Bây giờ là mình suy nghĩ cho thật kỹ hai bên, nhắm mắt lại. Thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, thì quán bún mắm cứ về bán. Cô yeah. giáo cứ dạy trường của cô. Yeah. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cô giáo không bấm. Em bấm lỗi thôi, chắc nó không ăn hay gì đó. Rồi giờ mới ăn nè. Làm rung đổ nồi nước mắm luôn, nước mắm luôn. Đúng rồi, chứ em bấm một ngón đúng không? Dạ đúng rồi. Nắm tay đi cưng. Đó, nắm hai tay coi thấy làm sao? Ấm áp hả? Hả? Ấm áp. Nắm thích không? Thích. Rồi xin phép cô chú cho hôn em nhiệm cái hôn. Rồi con xin phép cô chú cho con hôn em con được hôn nha. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắt he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng nghiền thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Hình này sao giống dữ vậy trời. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống vậy trời. Các này linh tính á. Thì dạ. Gia Hoàng thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức ngồi nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, xin chào em trai. À, xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Mình sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi, mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn, em 29 tuổi.
hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Qua anh mới Quảng Nam về nè. Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà em bận của em được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly cà phê. Rồi, anh làm nghề gì vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn Nam bên kia và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, chào em gái. Xin tự giới thiệu. Em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phường ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao, tình yêu người ta yêu gần nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, đây 29 ha? Dạ vâng. Rồi, bây giờ Nam có điểm mạnh, điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Nhất tiền điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm, thiên về gia đình nhiều hơn. Còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc ra bên ngoài thì kém em. Ít nói ha, bất thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ, em điểm mạnh của em là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết... nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À, được. Dạ. Cái gặp bạn bên kia bắt đầu đọc thơ. Có cảm xúc đọc đúng không? Dạ. Và bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình. Một mối tình thời sinh viên. Còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 2015 tới 2018. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa với lại... gia đình bạn nữ cũng cơ trọng tuổi, tử tác. Còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi, vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường em đi làm á, thì em có quen một người bạn. Hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau. Cho nên là tụi em đã kết thúc được năm rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mỗi người của em thì nó đơn giản lắm. Biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương, chăm sóc. Đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm, dạ, chung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao, nhìn cũng dễ nhìn một tí. Ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ, cũng khá được. Khá được, ta làm vào Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đó. Được không em trai? Dạ được. Dạ. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cam ăn dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68, 1m7 cho lên. Cha có bộ căng ạ, bên kia nói vụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em 1m89 rồi. Tôi nhà trai tôi bị... gọi là yếu chiều cao chút nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này mà đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà... thêm gan là ngon lành luôn á. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh á thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con trời người, ơi. Đúng không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn nói đi. Nói cho cô Dân có biết thế nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình làm gì mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì mình sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích khen. Tính của con là con sống rất là thoải mái.
Dạ con cũng vậy, con cũng không ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó chỉ làm gì ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè, mình đi với ai? Dạ thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân, đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là yeah, gia đình ok. Yeah. Ta cố gắng nha em trai nha. Yeah. Chuẩn bị mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Thật ra có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng để em. Trời ơi, mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha. Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa, nên thật ra em sẽ tặng cái son. Mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi em cảm ơn anh, món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ mở thơ, mở thiệp kìa. Đọc thơ đi. Đẹp quá. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em một cái đó thôi. Dạ. Dạ rồi, em xin đọc đứng thơ. Đứng nó nghe luôn, đứng nó cho... nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc giặt giào lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á, cái giá quan thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời nó cưng hết sức nội, nhìn nó nhớ này. Dạ. Anh có một câu hỏi này, nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác hoặc chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha, công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ. Em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Ừ. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Ừ. Nên cũng hơi năm người. Dạ. Dạ. Nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì... em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào. Chấp nhận làm rể được không? Dạ được. Đó rồi dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói anh cũng rất thích. Dạ. Đã... rồi rồi bà, em sao không hỏi đi rồi em thấy anh làm sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. À, chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Mình con trai mà mạnh dạn lên chứ. Không, tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em... thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Cái anh nghĩ được, anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ dạ. Con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần.
Dạ. Dạ, anh có thể sắp xếp được anh... Hai ba lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. Hai lần thôi. Dạ. Đi ngày về ngày gặp nhau, ý em leo xe về. Trời ơi, vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy. Mà nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt cô ấy. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong... Dạ. Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Biết đâu một lúc nào đó bạn ấy, một trong hai bạn sẽ dời nhà về chỗ khác, về nhà, về gần người mình thích đó. Cũng không biết chừng ha. Biết đâu được, trời ơi, tình yêu mà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hoặc chúng ta có thể đón xem vào giờ quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại rồi. À, tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. À, điểm yếu của con là cọc với hay nóng tính. Chết cha, hai đứa cùng nóng hết cơ bộ mệt mỏi à nha. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.